kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Sau 23 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, tiếp nối và phát huy những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa đạt được như kỳ vọng, cần có thêm những chính sách thông thoáng, đổi mới cách làm để việc thu hút khách quốc tế đạt hiệu quả hơn. Chính sách thị thực cởi mở không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch nói riêng, mà chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Cùng theo chân các y bác sĩ, nhân viên y tế tại huyện biên giới Nậm Pồ, Điện Biên để cảm nhận và thấu hiểu hơn công việc cao quý nhưng đầy gian nan này. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 6, Quốc hội đã họp phiên toàn thể thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng. Theo phân công của Chủ tịch Quốc hội, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo luật được thông qua, thời hạn thị thực điện tử sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Luật cũng cho phép công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực, được cấp tạm trú 45 ngày, quy định trước đó là 15 ngày, và được xem xét cấp thị thực gia hạn tạm trú theo quy định. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Nghị quyết của kỳ họp đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã hoàn thành cơ bản toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, nghị quyết cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng thời yêu cầu Chính phủ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra. Trước đó, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc vào chiều ngày 24 tháng 6. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau 23 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, biểu quyết thông qua 8 luật, 17 nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao, cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án luật đất đai sửa đổi và cho ý kiến lần đầu với 8 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với kết quả tại kỳ họp này, đến nay Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã hoàn thành 112 trên 137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ gần 82%. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu rất cao cả về chất lượng và tiến độ. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan tổ chức hữu quan tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng luật pháp lệnh, các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ đã có trong kế hoạch, và nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm các nhiệm vụ lập pháp cần thiết để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, phải tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách,
lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong các văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội đã giám sát tối cao chuyên đề về sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên chính phủ. Lần đầu tiên, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và các nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của kỳ họp thứ 5 đã tiếp nối và phát huy những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ mới đây. Trên cơ sở kết quả của hội nghị được tiếp nối và phát huy qua thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sát xuất của Đảng ta, sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng và vào cuộc tích cực chủ động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thách thức, nắm bắt được thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 ở mức cao nhất và cho cả giai đoạn 2021-2025, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Vào tối ngày 23 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu Nhân. Tại những cuộc gặp gỡ thân mật, trước khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã cùng nhau chia sẻ về tương lai, hai nước sẽ cùng đồng hành với nhau theo đúng tinh thần Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó là người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu Nhân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện chính là mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn. Và Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, luôn ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò quốc tế lớn hơn, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trên tinh thần đó, chúng ta sẽ cùng chung tay, chung sức, vun đắp để mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng tiến xa hơn nữa. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thì chia sẻ, cha ông từng là một nhà kinh tế học và có đóng góp để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước thông qua việc đưa những sinh viên đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc học từ năm 1993, đúng vào dịp sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Câu nói này mang ý nghĩa phải đào tạo nhân tài và đầu tư vào con người vì sự thịnh vượng của 100 năm. Điều này cũng rất đúng với việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước chúng ta. Chính người dân hai nước sẽ làm cho hai quốc gia gần gũi nhau hơn và cùng mở ra một tương lai mới. Sự kết nối sâu sắc giữa các tầng lớp nhân dân chính là nội dung trọng tâm được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol đề cập tới trong các cuộc gặp gỡ. Bởi ở hai đất nước đang có gần 200.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, tức là vợ người Việt Nam, chồng người Hàn Quốc hoặc ngược lại. Đây chính là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị, tạo một nét riêng có và đặc sắc trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc đã cùng cảm nhận về một thủ đô thân thiện và mến khách. Và Hà Nội nói riêng, hay đất nước Việt Nam nói chung, không chỉ được biết đến như một điểm đến hòa bình, mà như tinh thần của hơn 200 doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã khẳng định rằng họ luôn tin tưởng sự phát triển của Việt Nam sẽ đồng hành với sự phát triển của Hàn Quốc, muốn Việt Nam trở thành cứ điểm đầu tư toàn cầu và đặt tương lai 100 năm tới của tập đoàn tại Việt Nam. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội vừa ra thông cáo, do tình hình đột xuất trong nước, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Volodin sẽ hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam dự kiến từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6 tới đây và mong muốn thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp khác.
Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng vừa ra thông cáo nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Kandinas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cũng là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước sau khi Trung Quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo xung lực mới, hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước. Tiếp nối thành công từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này nhằm hiện thực hóa những nhận thức chung của hai Tổng Bí thư hai đảng, đồng thời thảo luận những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc. Kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt 175 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là tiếp nối cái truyền thống tiếp xúc và giao lưu cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang suy giảm, thì chuyến thăm này sẽ tập trung vào tìm ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, cũng như là tìm cách tháo gỡ để thúc đẩy triển khai các cái dự án hạ tầng lớn. Sự kiện Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc thể hiện sự mong đợi của người dân hai nước. Tôi tin rằng thông qua sự gặp mặt của lãnh đạo hai nước sẽ mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước hơn nữa. Sẽ có những lĩnh vực hợp tác một cách cụ thể, rồi bàn những lĩnh vực hợp tác trong tương lai lâu dài. Tôi tin rằng qua chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước Việt Nam, Trung Quốc sẽ tiến một bước nữa trong hợp tác từ các lĩnh vực kinh tế tới xã hội, cùng nhiều lĩnh vực hợp tác nữa. Cũng trong chuyến công tác này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên do Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức với chủ đề Doanh nghiệp, động lực của kinh tế toàn cầu. Hội nghị dự kiến thu hút nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự. Việt Nam là một trong bốn lãnh đạo chính phủ được mời chủ chốt, được mời tham dự hội nghị này, cho thấy sự coi trọng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng như là cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với cái vị thế, vai trò của nền kinh tế Việt Nam cũng như là quyết tâm cải cách và mở cửa nền kinh tế của Việt Nam trong lúc bối cảnh kinh tế khó khăn như thế này. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, cũng như nâng tầm đối ngoại đa phương của nước ta. Trong phần tiếp theo của bản tin, lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện chưa đạt được như kỳ vọng, cần có thêm nhiều chính sách thông thoáng, đổi mới cách làm để việc thu hút khách quốc tế đạt hiệu quả hơn. Cùng với sự phát triển của Internet và các thiết bị công nghệ, game online, trò chơi trực tuyến đang gây nên những tác hại tiêu cực với nhiều trẻ em và trẻ vị thành niên. Thưa quý vị, Hội thảo quốc tế thúc đẩy hợp tác tại Biển Đông vì hòa bình và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế vừa được Hội luật gia Dân chủ quốc tế, Quỹ quốc tế Con đường hòa bình của Nga và Viện Thông tin Khoa học Xã hội Viện Hàn Lâm Khoa học Nga phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của các luật gia, chuyên gia về Biển Đông của Nga, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ. Hội thảo gồm 6 chủ đề lớn, trong đó đáng chú ý là tổng quan tình hình Biển Đông và đánh giá về hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Hội thảo lần này diễn ra rất kịp thời trong bối cảnh tình hình căng thẳng đang gia tăng ở mức độ nhất định và hành vi bất tương xứng của các quốc gia là rất đáng lo ngại, trong khi Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách gìn giữ hòa bình, tìm mọi cách để hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Với bài tham luận Nỗ lực của Việt Nam vì hòa bình, ổn định, phát triển tại Biển Đông, tiến sĩ Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định Việt Nam đã tích cực tham gia vào các sáng kiến ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông,
và kiên định theo đuổi cách tiếp cận chủ động nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển khu vực. Cái câu chuyện rất quan trọng là các nước ASEAN cần phải thống nhất hơn cái nhận thức liên quan đến Biển Đông và cái nhận thức liên quan đến việc mà các nước cùng có các hành động chung. Chúng ta cần đẩy mạnh và hoàn tất các sáng kiến hiện có nhưng vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Chúng tôi hoan nghênh cách giải quyết tình hình ở Biển Đông một cách chủ động và có nguyên tắc với khuôn khổ ưu tiên là đạt được một giải pháp hòa bình được tất cả các bên chấp thuận. Hội thảo đã thống nhất cần tiếp tục hợp tác để thúc đẩy sự ổn định và tăng cường hợp tác nhiều mặt tại Biển Đông, nỗ lực thúc đẩy các giải pháp toàn diện, thúc đẩy các hợp tác chung trên thực địa, thu hút quan tâm ở các khuôn khổ rộng lớn như Liên Hợp Quốc. Trong đó ASEAN cần tăng hợp tác nội khối về vấn đề này, đồng thời xử lý khéo các yếu tố như cạnh tranh nước lớn. Hơn một năm kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, đến nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cải thiện, song chưa đạt được như kỳ vọng. Được đánh giá là nước đi sớm có chính sách mở cửa, phục hồi nhanh, nhưng kết quả của du lịch Việt Nam lại đi sau nhiều nước. Tính đến tháng 5 năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam là 4,6 triệu lượt, đạt khoảng 60% so với kế hoạch. Yêu cầu đặt ra là cần có thêm nhiều chính sách thông thoáng, đổi mới cách làm để việc thu hút khách quốc tế đạt hiệu quả hơn nữa. Theo bảng xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch sau Covid của công ty nghiên cứu thị trường du lịch Forward Keys, Việt Nam đang đứng cuối bảng xếp hạng phục hồi du lịch quốc tế so với các nước trong khu vực. Trong khi đó, dù mở cửa chậm hơn Việt Nam, Thái Lan vẫn kịp đón được hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, mang lại tổng thu 14 tỷ đô la Mỹ. Một số thị trường chính của Thái Lan ở châu Âu đã trở lại, đạt gần với mức trước Covid, trong khi không có thị trường trọng điểm nào của Việt Nam phục hồi đạt mức 50% so với thời điểm trước Covid-19. Có lẽ lý do mà tác động nhiều nhất đến du lịch quốc tế trên cả toàn cầu đấy là cái tình hình an ninh giảm sút, độ tin cậy của khách khi đi du lịch ra nước ngoài cũng bị giảm theo. Ngoài ra có tình hình lạm phát ở trên toàn cầu. Rõ ràng các nước khác ở trong khu vực cũng chịu ảnh hưởng tương tự như vậy. Thế thì tại sao ngành du lịch Việt Nam chưa đạt được cái tỷ lệ phục hồi tương tự như các nước trong khu vực đầu tiên? Thì chúng ta có thể thấy rằng công tác quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam là còn chưa được mạnh. Có lẽ chúng ta vừa nghèo nàn về nội dung, rồi còn chưa đẩy mạnh đến các cái thị trường trọng điểm. Chúng ta vẫn còn những cái điểm nghẽn mà sẽ còn cần phải giải quyết. Trung bình lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ bằng 1/5 khách nội địa, nhưng lại đóng góp khoảng 58% tổng thu nhập từ khách du lịch. Tuy nhiên, những hạn chế trong ứng xử và dịch vụ lại đang khiến hình ảnh Việt Nam trở nên kém hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế. Tôi nhận thấy nhiều mặt hàng không có giá niêm yết. Tôi đã quen với việc ở Đan Mạch mọi hàng hóa đều có giá cả rõ ràng, nên việc phải mặc cả để mua hàng với đúng giá trị và không bị hớ khiến tôi khá lung túng. Rất khó để tìm thấy quầy thông tin cho khách du lịch ở trung tâm thành phố Hà Nội. Phương tiện giao thông công cộng cũng không thật sự thuận tiện cho du khách. Khi tôi đi bộ ở khu vực phố cổ thì cũng khá lo lắng khi sang đường. Vì tôi đi du lịch Việt Nam hơn 2 tuần, nên tôi buộc phải xin visa. Chắc chắn là để khám phá và cảm nhận trọn vẹn Việt Nam, thì hành trình của chúng tôi phải dài hơn 14 ngày. Bất cứ du khách nào khi nghĩ đến việc phải xin visa sẽ đều cảm thấy khá là bất tiện. Nếu như chỉ cần một cuốn hộ chiếu và bạn có thể đến Việt Nam du lịch thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vâng, có thể thấy chính sách visa chính là một trong những nút thắt lớn trong việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch với khách quốc tế. Tại phiên họp vào ngày 24 tháng 6, Quốc hội đã chính thức thông qua việc nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày và cùng với đó nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày. Như vậy là một nút thắt của ngành du lịch đã được tháo gỡ thành công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút khách quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Một trong những vấn đề được coi là chìa khóa trong các giải pháp phục hồi phát triển du lịch quốc tế là chính sách thị thực.
Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới, chính sách miễn thị thực được coi là chính sách ưu đãi nhất để thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nếu Việt Nam triển khai việc cấp thị thực tại chỗ mà không cần đăng ký trước, không chỉ tạo thuận lợi cho du khách quốc tế mà còn thúc đẩy việc quay trở lại Việt Nam của họ. Bên cạnh đó, việc gia hạn thị thực lên 3 tháng sẽ thu hút thêm chuyên gia nước ngoài của các công ty FDI đến đây. Chính sách thị thực cởi mở không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch nói riêng, mà chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Cũng theo Tổ chức Du lịch Thế giới, các nước khi áp dụng chính sách miễn thị thực có thể thu hút được thêm từ 5 đến 25% số lượng khách du lịch quốc tế đến quốc gia đó. Chính vì thế, một số quốc gia đã tận dụng những chính sách mang tính đột phá này để thu hút du khách quốc tế. Chúng tôi nhận thấy rằng chính sách visa là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút khách du lịch quốc tế. Bởi vậy, kể từ khi mở cửa du lịch sau COVID-19, Thái Lan có tới 7 lần thay đổi chính sách liên quan đến xuất nhập cảnh và lưu trú với người nước ngoài. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng sẽ đón ít nhất 30 triệu khách quốc tế. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển của du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới. Độ mở với chính sách visa cũng là tiêu chí để nâng cao năng lực phát triển du lịch Việt Nam. Đây cũng chắc chắn sẽ là một cái nền tảng vững chắc để cho các cái doanh nghiệp tự tin, cũng như là quảng bá truyền thông xúc tiến, cũng như là hướng tới những thị trường mục tiêu mà họ đang cố gắng thu hút. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là từ khi chính sách ban hành cho đến khi nó có kết quả, luôn luôn nó cũng có một cái thời gian, nó cần phải có cái độ trễ. Và trong thời gian đó mình cố gắng làm sao rút ngắn được cái độ trễ đó để chúng ta tận dụng được cơ hội để chúng ta thu hút được khách quốc tế càng nhiều hơn đến với Việt Nam. Chưa bao giờ cái tên Việt Nam đến gần với du khách thế giới như bây giờ. Gần như tuần nào chúng ta cũng có một điểm đến, một công trình hoặc một món ăn nằm trong top đầu các danh sách tầm châu lục và thế giới do các hãng thông tấn uy tín quốc tế bình chọn. Đặc biệt, sự kiện các nhà hàng ở Việt Nam được trao sao Michelin đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn của báo giới quốc tế. Sở hữu những lợi thế được đánh giá chưa bao giờ tốt hơn, chính sách thị thực cởi mở đang được trông chờ là hạng mục cuối cùng hoàn thiện đường băng đưa ngành du lịch Việt Nam bứt tốc. Cùng với sự phát triển của Internet và các thiết bị công nghệ, game online, trò chơi trực tuyến là thú vui giải trí của nhiều trẻ em và trẻ vị thành niên. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 70-80% trẻ từ 10 đến 15 tuổi có chơi game online và trong số đó thì khoảng từ 10 đến 15% được xếp vào nhóm nghiện game. WHO đã chính thức ghi nhận rối loạn game vào bảng phân loại bệnh quốc tế. Hiểu được tác hại của game và chủ động tham gia các hoạt động thể chất là cách thức để kiểm soát hành vi chơi game. Thiếu niên này đang phải điều trị nghiện game tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Đây là lần nhập viện thứ hai với sự gia tăng các biểu hiện của rối loạn trầm cảm. Dành thời gian cho mình trò chơi trên điện thoại với cả máy tính thì tan học sẽ đi chơi với bạn để thâu đêm ạ. Em nghỉ khá là nhiều các buổi học trên lớp, không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi một chỗ, nhìn mọi thứ tiếp diễn xảy ra xung quanh, kiểu tự trách mắng mình ấy. Em chơi game kiểu này từ hồi tầm 6 năm trước rồi. Chơi tất cả thời gian trong ngày. Gần đến ngày thi thì đáng nghĩa phải ôn thi. Nhưng mà em cũng chẹt quá, em lại bỏ game ra chơi. Và tất nhiên là đi thi thì chỉ được có 1-2 điểm thôi. Học hành sa sút, suy nghĩ tiêu cực và cơ thể suy sụp là những tác hại thường thấy của việc chơi game quá mức. Nhóm trẻ có vấn đề về nghiện game đến khám tại viện có xu hướng gia tăng theo từng năm. Trong năm 2022 thì tổng số bệnh nhân nghiện game điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần lên 282 bệnh nhân. Tất cả trong nhóm đấy là đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên hoặc là thanh niên trẻ tuổi. Cái việc sử dụng nhiều và game trẻ dễ bị tác động vào cái sang chấn tâm lý ở ngoài hơn. Kiểm soát hành vi chơi game của trẻ đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và cần sự phối hợp giữa các liệu pháp tâm lý, xã hội, đôi khi trị liệu bằng thuốc. Tại ngôi trường này, học sinh sẽ được hỗ trợ để kiểm soát hành vi chơi game. Hoàn toàn không được sử dụng điện thoại, thay vào đó các em sẽ tham gia các hoạt động văn hóa, thể chất, năng khiếu. Các hoạt động thể chất, thể thao trong trường ấy, giúp các bạn cân bằng lại cái thể chất
và tâm lý sau những cái quãng thời gian mà chơi game hoặc sử dụng điện thoại quá nhiều. Em thích học viết chứ là học võ ạ. Giải tỏa cái năng lượng bấy lâu nay mà mình để cho người ạ. Cảm giác người mình nó khỏe mạnh hơn, không còn đòi hỏi như ngày trước á. Và cũng không còn nghĩ ngợi gì đến những cái bộ game mà mình hay chơi á. Đến hiện tại thì đã được 3 tháng rồi và khi mà mình thấy em mình thì cảm thấy là suy nghĩ trưởng thành hơn. Nói chuyện với bố khá là tình cảm, kiểu bộc lộ cảm xúc dễ hơn. Cả nhà thấy rất là vui, mẹ vui. Không có một loại thuốc đặc trị nào cho bệnh nghiện game mà cần sự quan tâm, đồng hành của thầy cô, phụ huynh và những người xung quanh. Chính điều đó sẽ đưa các em thoát khỏi thế giới ảo, trở lại với cuộc sống thực tại để tự viết nên câu chuyện của chính mình. Thưa quý vị, nghề y là nghề đặc biệt và cao quý nhưng cũng rất gian nan. Càng ở những vùng sâu, vùng xa, những cán bộ y tế lại càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Đó không chỉ là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất mà quan trọng nhất đó là áp lực vượt lên chính mình để ngày đêm bám bản, bám làng để bà con dù ở những nơi xa xôi, hiểm trở nhất cũng có thể được chăm sóc y tế. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân các y bác sĩ, nhân viên y tế tại huyện biên giới Nậm Pồ, Điện Biên để cảm nhận và thấu hiểu hơn công việc của họ. 8 giờ tối, các cán bộ y tế xã Vàng Đán và huyện Nậm Pồ đang xuống bản Nọc Cốc để tổ chức một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe. Những buổi như thế này thường xuyên diễn ra vào buổi tối hoặc cuối tuần để tránh công việc nương rẫy của bà con. Mưa gió nên hôm nay không thể chở theo màn chiếu vì cồng kềnh. Nhưng màn chiếu thô sơ đã được dựng lên nhanh chóng. Báo yết thầu thì dự kiến tao dù tụi mình nhỏ thì dù lúc lý tư nó để dù báo tao lý trả thì dù bóng ba tao lý trả. Không đùa xưng. Dạo cả, đúng ạ. Dạo ba không đùa nữa. Ít chia mà mùi ý tính mà chúng ba kia tụt dí thế tụt con nhẹn chia. Đã hẹn rồi thì dù nắng dù mưa, mưa thì chúng tôi vẫn phải đi hết. Có lúc thì người dân họ đi làm về muộn thì họ buồn ngủ. Có những cái buổi mưa quá thì chúng tôi phải gọi điện, này, phải hô hào, phải gọi từng nhà. Tóm lại là mình sẽ làm mọi cách. 121 bản thì gần như là đối với anh em làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe thì cũng phải đến đâu đó khoảng 90% số bản là chúng tôi phải đến để tiếp cận với bà con, để hướng dẫn bà con khắc phục các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tại cộng đồng. Từ xã đến các bản có thể mất 30 đến 40 phút. Các cán bộ y tế xã đều là người dân tộc. Họ bám bản gần dân, không chỉ tư vấn chăm sóc sức khỏe mà còn vận động tiêm chủng. Anh này là chưa được tiêm à? Chưa được tiêm lần nào? Chưa. Thế thì không được rồi. Thay đổi thời tiết ấy thì nó có nhiều bệnh truyền nhiễm ấy, khi mình tiêm vào thì mình sẽ phòng được những bệnh đấy. Thấy rất hợp lý nhưng mà chỉ là mình là nông dân nên không biết. Mình đấy bản chỉ cần tiêm được một hai người cũng vui lắm rồi. Có bản đi còn không tiêm được một người nào, cũng xe vaccine về, ngồi 30 phút một tiếng. Thậm chí ngồi 2 tiếng đợi người ta cũng không đến thì cũng phải về thôi. Hàng ngày, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ tiếp nhận không ít những trường hợp biến chứng, bệnh trở nặng do hiểu biết hạn hẹp của người dân. Sau đó không chỉ chữa bệnh, các cán bộ còn gần dân để giúp dân có kiến thức chăm sóc sức khỏe, xử lý những triệu chứng ban đầu đơn giản, tránh trở nặng. Khi nào mà con mình đau ấy, bất kỳ đau ở chỗ nào thì không được phép đánh cảm nhá bố cháu nhá. Nhá. Nó sẽ gây đau cho con thôi chứ không có tác dụng gì cả. Có những thời điểm là đi nhiều quá cảm thấy rất là mệt nhưng mà nghĩ đến cái lúc mà bệnh nhân mà trường hợp nặng ấy đến với mình lúc đấy mình tự nhiên có cảm giác như là chỉ cần mình cố gắng một chút thôi để truyền cho họ cái kiến thức xử trí ban đầu thì bệnh nhân sẽ không đến mức phải nặng như vậy. Hầu như là tháng nào cũng phải đi suốt. Có những lúc thì cũng cảm thấy rất là vất vả, rất là nản với công việc này. Bởi vì mình cũng có gia đình, có chồng con. Có lúc thì phải đóng cửa để cho con ở một mình, không có ai chăm con, những cái khoản đấy cũng rất là vất vả. Nhưng mà với qua mỗi buổi truyền thông đấy thì bà con chăm chú lắm nghe thấy tiếng cười của bà con thì bản thân tôi thì cảm thấy nó là một động lực cho bản thân. Thế
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.